Xin chào bạn, tôi bác sĩ Sóc Việt Đức đây. Hôm nay một chuyến đến Nam 59 tuổi rồi. Đã xuống đường 62 tuổi chứ. Chú là bao tuổi nhỉ? 59. 59 tuổi. Đấy, bệnh nhân bị đái nhiều vào ban đêm, ban ngày vẫn bình thường đúng không? Ban đêm thì phải dậy mấy lần để đi đái, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, đúng không? Thế thì mỗi lần đái thì cái số lượng nước tiểu nó cũng được tương đối đúng không nào? Không phải ít đúng không? Và thứ hai là đái vẫn là dễ đúng không? Không có chuyện mà đái xong nó bị cảm giác nó vẫn buồn đái đúng không? Đấy thì cái này rất là hình của một cái gọi là đa niệu đêm. Đa niệu đêm là gọi cái thoái hóa của cái tuyến yên ấy. Ở những người tuổi cao nó bị thoái hóa như thế. Đấy, những cái xét nghiệm khác của chú ấy thì vẫn bình thường. Nó thay đổi một chút thôi. Đấy, xét nghiệm marker ung thư tiền tuyến thì nó bình thường. Siêu âm tuyến liệt nó cũng chỉ 17 gram thôi. Đấy, trên 20 gram người ta gọi là phi đại tiền tuyến, nhưng của chú chỉ có 17 gram, nó bình thường. Đấy, mỡ máu hơi cao, axit uric máu cao, đấy điển hình của những vấn đề của những người mà có nhiều tiền đấy. Đấy rồi xét nghiệm nước tiểu thì nó cũng không thay đổi gì nhiều. Đấy thì những người này chúng tôi sẽ điều trị bằng thuốc thôi.